vậy thì xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại sân vận động quân khu 7, quận Tân Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời quý vị các bạn theo dõi những diễn biến của trận cầu giao hữu trên sân vận động quân khu 7 tối hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý khán giả của kênh Trung tâm bóng đá phố miền Tây, cuộc chạm trán giữa các đội B1 FC và đội bóng đá Nhiệm FC. Về danh sách của Đan Nhiệm FC, ngày hôm nay thì họ mang đến sân hai thủ thành, đó là vị trí của Hoàng Tùng và Minh Khang. Hai thủ môn này sẽ lần lượt thay phiên nhau ở hai hiệp đấu. Trong khi đó thì các cầu thủ còn lại hàng phòng ngự gồm có sự chỉ huy của San Matic cùng với Bảo Marcelo. Huy Núi là cầu thủ mang chiếc áo số 4, số 7 thuộc về Minh Tuấn, số 10 Lucky Luck. Số 10 là tiền đạo Lucky Luck, số 11 tiền vệ Huyền Tiết Lô, số 16 của Vũ Nguyễn, số 17 là Minh Chris, số 18 anh Trần Hải, số 19 là Thi Cáp, số 20 thuộc về Thuận Messi, số 21 đó là chính Panda, số 24 tài Kante. Hiện tại thì các cầu thủ Đa Nhiệm đang bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của các bạn, còn các cầu thủ B1 FC trong bộ trang phục áo đỏ quần đen đang bảo vệ phần sân còn lại. Một pha dứt điểm khá nguy hiểm, từ đủ nguy hiểm ngay từ đầu trận của các cầu thủ B1 khi họ bắt đầu đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội. Ngay những giây đầu tiên họ đã có một pha thoát xuống, tuy nhiên thì các cầu thủ bên phía đội áo đỏ đã bị trọng tài thổi phạt việt vị trong một tình huống tấn công. Tùy vào tính chất của các trận cầu giao hữu mà Đa Nhiệm FC sẽ luân phiên đội hình của mình, bởi vì thành phần đầy đủ của họ, số lượng cầu thủ rất đông, đủ để có thể thi đấu trên, chia làm hai đội để có thể thi đấu trên mặt sân 11 người. Một cơ hội tấn công đã dành cho Đa Nhiệm FC, càng lướt rất tốt, cơ hội pha chọc khe rất hay, tuy nhiên trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị. Khá đáng tiếc cho pha thoát xuống vừa rồi. Pha dàn xếp khá hay của các cầu thủ B1, một pha bước lên khá tốt được cầu thủ mang áo số 10 Trần Vượng. Không có tình huống dứt điểm thành công dành cho số 10 bên phía B1 FC. Và chờ bóng của mình Chris, cột 2 vẫn còn. Rất tiếc, cầu thủ cắt bóng rất nhanh của hàng phòng ngự bên phía đội bóng B1. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ, được chuyền hay của Trần Vượng. Rất tiếc pha phản công cuối cùng lại không có gì khó khăn. Bóng được nhả dành cho số 30 Phúc My. Khá nguy hiểm một tình huống để mất bóng của các cầu thủ bên phía Đan Nhiệm FC, và đây là thời cơ dành cho đội bóng B1. Được chuyền vào, vẫn còn. Không có được pha phối hợp chính xác dành cho các cầu thủ áo đỏ. Thành bác sĩ, được chuyền vào, phản trung lộ rất chậm chạp, dứt điểm ngay. Tình huống kết thúc rất nguy hiểm. Vừa rồi thì các cầu thủ Đan Nhiệm đã để khá lỏng lẻo ở khu vực trung tâm. Ngay ở khu vực trung lộ của họ đã mở ra một khoảng trống rất lớn và để cho cầu thủ đối phương băng lên một cách rất thoải mái. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công này. Nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải của nhà sóc. Cần phải hạn chế những tình huống như vừa rồi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ có thể khai thác. Tình huống tấn công chưa thành công nữa của các thủ Đa Nhiệm, vẫn còn thêm một đường truyền. Rất chính xác, mình Chris. Mình Chris đối mặt với Tạo Diệp. Pha kéo bóng của số 17. Pha để mất bóng của mình Chris, phản công trở lại với B1 FC. Thêm một đường truyền khá hay, không có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Cơ hội đối mặt, không vượt qua được thủ thành bên phía Đa Nhiệm FC. Quá đáng tiếc cho pha đẩy bóng của Tài Yến Thanh Thảo. Thắng Thép. Pha đẩy bóng của Thắng Thép, được chọc khe dành cho Minh Chris, không có lỗi việt vị của Minh Chris. Nhà bóng về lại không vượt qua được Tạo Diệp. Có thêm một quả phạt góc dành cho các thủ Đa Nhiệm FC. Bây giờ thì anh lại xuất hiện bên phía cánh trái. Thêm đường truyền lỗi của các thủ Đa Nhiệm. 10 cắt bóng là số 77 Huy Intershop. Và đây là cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đông áo đỏ. Rất trong chạy, đối mặt dứt điểm, không vào. Xuyên trung lộ thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Trần Vượng. Các cầu thủ Đa Nhiệm FC đã để lỏng lẻo quá nhiều khoảng trống dành cho đối thủ trong tình huống này. Và chỉ có may mắn mới giúp cho các thủ Đa Nhiệm không để thủng lưới.
khá đáng tiếc. Tại những Thành Thạo đã chơi rất đồng đội, đưa ra một đường chuyền rất thuận lợi dành cho vị trí của Trần Vượng, nhưng pha kết thúc của số 10 lại đi trên khung thành. Vẫn là các thủ Bi Hoàng giữ bóng. Không được, pha chạm bóng không thành công của Huy Intershop. Phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng Đa Nhiệm FC. Đây là Hào Kaka, tốc độ của cầu thủ trẻ bên phía đội bóng Áo Xanh. Khá đáng tiếc. Không có pha chạm đầu thành công, vẫn còn thêm một cơ hội uy hiếp nữa của các thủ bên phía đội bóng Huy Hoàng. Họ vẫn đang chủ động và có được nhiều cơ hội hơn trong cuộc so tài này. Hơi đáng tiếc cho pha dứt điểm này. Thời gian khoảng 15 phút vừa qua là khoảng thời gian mà các thủ áo đỏ hoàn toàn chủ động. Một cơ hội để dành cho Daniel đường chuyền vẫn quá sâu. Nỗ lực của Hào Kaka không giúp cho các thủ Đa Nhiệm có thêm một cơ hội nữa. Vẫn là các thủ áo xanh đang giữ bóng. Hồng Trương rất hay. Hào Kaka tốc độ không qua được sự phòng ngự của các thủ bên phía đội bóng Mi Quan. Đang bóng chín. Mở ra thêm một cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh. Quá tăng. Minh Phút chọn điểm rơi không chính xác. Cơ hội Minh Cruz. Hào Kaka đã rất cố gắng để giữ bóng. Không được rồi, Minh Tuấn đã không thể giữ được bóng. Và đây là cơ hội phản công dành cho các thủ Bi Quan. Một đường lên bóng tốc độ nữa dành cho các thủ áo đỏ. Rất nhanh. Và xử lý khéo léo của Trần Vượng. Và đây là thời cơ dành cho số 25 dứt điểm không vào. Một cơ hội tấn công hết sức nguy hiểm của các thủ Bi Quan, nhưng họ vẫn chưa thành công trong việc đánh bại thủ môn bên phía Đa Nhiệm FC. Hoàng Khang là người kết thúc cuối cùng trong tình huống này. Trước đó phải nói là một pha bứt tốc độ và chuyền bóng rất thuận lợi của Trần Vượng dành cho số 25. Rất đáng tiếc, bàn thắng vẫn chưa đến và chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm. Đã hơn 30 phút trôi qua. Cơ hội nữa dành cho các thủ Bi Hoàng. Mất bóng nguy hiểm, Hào Kaka cơ hội trở lại với các thủ áo xanh. Đường chuyền rất hợp lý dành cho pha băng xuống đối mặt. Pha chạm bóng hơi thiếu cảm giác. Rất tiếc. Bóng vừa rồi đã chạm vào cột trong khung thành. Không hề có tiếng còi của trọng tài, nhưng rất may dành cho B1 FC đã không có bàn thắng trong tình huống này. Juven đã đưa ra đường chuyền dành cho Thuận Messi. Những phút cuối hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Đang 49. Đường chuyền lên khá hay. Và xây sở tốt. Nhận bóng rất hay. Đây là Hào Kaka. Hào Kaka vượt qua được Tảo Diệp. Cơ hội dành cho Đa Nhiệm sẽ căng ngang. Và căng ngang bóng đi chìm và không gây khó khăn dành cho vị trí của thủ thành Hiếu Lê. Rất nỗ lực. Hào Kaka bắn lên. Hào Kaka. Và chạm bóng của cầu thủ mang số 77 lại đi hơi mạnh một chút. Và dần lên khá chủ động bên phía cánh phải của Hào Kaka. Đó là một đường chuyền có sự quan sát tốt của các thủ Đa Nhiệm FC. Rất tiếc. Vẫn chưa đủ lại mang về bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Không được rồi, pha phối hợp không chính xác của các thủ bên phía đội bóng Bi Quan. Thời cơ tiếp theo dành cho các thủ Đa Nhiệm xe càng lớn tốt. Cơ hội dứt điểm. Như vậy thì cuối cùng cũng đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Đa Nhiệm FC. Và đó là tiền đạo đeo băng đội trưởng ở đầu hiệp 2, Vũ Nguyễn. Số 16 đã ghi bàn dành cho các thủ Đa Nhiệm. Bàn thắng sự tỏa sáng hết sức bất ngờ. Trong hiệp 1 thì Vũ Nguyễn không ra sân. Anh chỉ vào sân từ đầu hiệp 2. Và sự góp mặt của số 16 ở đầu hiệp 2 đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ bên phía Đa Nhiệm FC. Một pha dứt điểm không cần quá mạnh nhưng nó đi khá hiểm hóc trong tình huống này. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng thủ thành Hiếu Lê bên phía đội hình của B1 FC vẫn không đẩy được cú đá của số 16 thành công. Lợi thế dẫn bàn thuộc về Đa Nhiệm. Trong những trận đấu khai xuân thì Vũ Nguyễn cũng đã khá tỏa sáng trong đội hình của Đa Nhiệm FC ở các trận cầu. Sau khi để thủng lưới thì tình hình bắt buộc các thủ của B1 phải dâng đội hình lên. San Matic vẫn đánh chặn tốt. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo đỏ. Pha bứt tốc.
Tình huống bắt bóng rất chắc tay của thủ thành bên phía Rangers FC. Trong hiệp 1 thì B1 là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Khá đáng tiếc cho họ khi mà lần lượt các vị trí của Trần Vượng cộng với các đồng đội đã bỏ lỡ khá nhiều một cơ hội nữa dành cho các thủ thành FC. Pha xoay sở rất cố gắng của mình Chris. Vẫn là mình Chris, tuyển 2. Dứt điểm. Cú đá đi hơi nhẹ. Câu trả lời của các cầu thủ B1 vẫn còn. Tình huống xử lý bóng của số 12, pha cửa lòng đi không chính xác. Họ đang chơi lối chơi phòng ngự phản công. Một đường phản công dành cho các thủ đa nhiệm Hào Kaka. Pha có bóng của số 77 được chuyển ngang, hơi sửa lưng đồng đội. Pha đưa bóng của Hào Kaka hơi thiếu hợp lý. Khá đáng tiếc. Pha thoát xuống tốt của các thủ bên phía B1 FC đối mặt. Chưa thể dứt điểm, vẫn còn. Trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng đa nhiệm. Thành bác sĩ, đường chuyền hay của Thành bác sĩ. Vẫn còn, cơ hội vẫn dành cho các cầu thủ B1. Dứt điểm ngay, cú đá sức căng, không vào. Quá đáng tiếc, đó là một pha phối hợp tấn công khá tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng B1 FC. Và nỗ lực dứt điểm cuối cùng, đó là một cú đá căng, nhưng nói đi chưa đủ hiểm hóc. Chúng ta còn xem lại pha xoay sở và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 29, vị trí của Thịnh Cập. Vẫn còn. Thành bác sĩ, thêm đường truyền được của số 7. Vẫn là cơ hội dành cho B1 FC. Dứt điểm. Rất đáng tiếc, những pha kết thúc vẫn còn quá hiền. Rất quyết liệt. Tình huống ngăn chặn chính xác của hàng phòng ngự đa nhiệm. Những pha tấn công hết sức đáng chú ý của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Nỗ lực dứt điểm lần này là của số 28. Có lẽ ít phút sắp tới các thủ đa nhiệm sẽ chuẩn bị cho những sự thay đổi nữa. Một pha mở tốc độ nữa của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Rất quyết liệt. Pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt của Thuận Messi. Thêm một pha bóng mà các thủ bên phía đội bóng B1 FC bị trọng tài thổi phạt. Đa nhiệm FC đang có sai lợi hại với những tình huống phản công. Vẫn còn, tiếp tục là số 30, cú dứt điểm cuối cùng lại hơi nhẹ. Pha xử lý không thành công của các thủ áo xanh. Sự cố gắng của các thủ B1 bước tốc độ. Vì võ thêm một pha mở tốc độ của số 12 bên phía đội hình của B1 FC. Quá đáng tiếc. Cú đá phạt của đàn 49. Đánh đầu, rất nguy hiểm. Một cơ hội khá tốt nữa dành cho các thủ đa nhiệm. Vẫn sẽ có thêm quả phạt góc. Rất nguy hiểm, pha áp sát, cơ hội dành cho Lucky Luck, dứt điểm đi. Bóng đã được đưa vào lưới và tỷ số đã là 2-0 dành cho đa nhiệm FC rồi. Quả đá phạt góc đã được triển khai chính xác với tình huống kết thúc rất nhạy cảm của tiền đạo áo số 10. Lucky Luck ghi bàn. Và cách biệt bây giờ đã được nhân đôi dành cho các thủ bên phía đa nhiệm FC. Tuyệt vời dành cho những sự nỗ lực của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Sau khi đội hình của họ được thay mới thì sức tấn công đã không hề giảm xuống. Chúng ta xem lại bàn thắng của cầu thủ đeo băng đội trưởng. Lần nữa thì chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các thủ đa nhiệm. Với pha dứt điểm cực kỳ nhạy cảm của Lucky Luck. Anh đã xử lý rất tinh tế trong tình huống này. Lucky Luck. Càng lực sức hay. Và lượt bóng của mình Cruz. Một cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh. Nhà bóng lại rất hợp lý. Đây là đàn 49. Và mở cánh rất thoáng của đàn 49 dành cho đồng đội. Khoảng trống nữa dành cho các thủ đa nhiệm, dứt điểm ngay. Và kết thúc đi không chính xác. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này. Tình thế đang khó khăn dành cho các thủ áo đỏ. Rất hay, rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi. Tình huống dâng lên
của Thuận Messi. Nhưng rất tiếc cho số 20, anh đã không chạm bóng trong đường chuyển rất hay của Mungruz để chơi như một cầu thủ chạy cánh rất hay. Lại là bóng trở về với đàn bóng chính Mungruz. Pha đập ngã của bộ đội này khá hợp lý, không có lỗi việt vị trong pha băng lên nữa của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Cơ hội dứt điểm, suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Daniel FC. Một pha bóng mà hàng phòng ngự bên phía B1 FC đã hỗ trợ để tạo cơ hội dành cho đội bóng Daniel. Chúng ta cùng xem lại pha khống chế này. Đường truyền là của Hồng Trương. Một pha cắt bóng hụt tai hại, tuy nhiên khá đáng tiếc cho Thuận Messi, số 20 vẫn chưa có duyên ghi bàn. Như vậy đó là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài điều khiển trận đấu này. Xin chúc mừng cho các thủ Daniel FC có được thắng lợi 2-0 với hai bàn thắng của Vũ Nguyễn và pha ghi bàn của Lucky Luck. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2.